Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9 thì Xuân Đình đã lên clip bán xả cho các bác một cái bộ âm thanh phô ghép hàng bãi Nhật Mỹ, chất âm cực kỳ là hay. Và cái bộ này thì nó có một vài cái lỗi nhỏ một chút thì Xuân Đình cũng chia sẻ và chỉ cho các bác những cái khuyết điểm của những cái bộ âm thanh này. Nói chung là nó thì chỉ vì hình thức một chút thôi, còn là về cái cấu hình cũng như nội thất thì Xuân Đình cứ bao cho bác là nguyên zin tuyệt đối. Hôm nay thì Xuân Đình giới thiệu cho bác là một chiếc Omni 7600 mắc đôi, đang phối ghép cho bác là một cặp loa Mỹ DLK 2 bát 20. Gân của nó là gân cao su non, màng giấy rất là mềm và củ xương xanh, và một tép giấy thùng nạm gỗ, giá thì rẻ hơn cả loa Nhật. Phân khúc ngày hôm nay thì có mức giá là 10 triệu 500 cho cả bộ âm thanh phối ghép Nhật Mỹ này. Loa thì còn khá đẹp, căng cước đầy đủ. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác riêng từng sản phẩm. Các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc là mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Đầu tiên thì sẽ quay về chiếc âm ly. Đây là một trong những dòng 7600 mắc đôi đàn em của 7800 huyền thoại. Thì chiếc âm ly này về thì thực ra nó cũng rất là đẹp, nhưng mà vận chuyển về nó có chảy một tí xíu thôi. Thì Xuân Đình quay cho các bác xem rõ này. Cái này chỉ cạo đi thì nó, mà các bác lấy giáp bác đánh nó đi là nó sẽ hết. Còn đây hơi cấn một tí ở cái cạnh. Còn nó tổng quan thì núm núp và tất cả các cái chỗ khác thì đều đẹp lòng lành. Đấy, duy nhất chỉ có hai điểm xấu rồi. Thì nó xấu như vậy thì Xuân Đình cũng nói luôn các bác bình thường sẽ bán là 5,5 triệu. Còn đây nó chỉ hơi cấn một chút xíu thì Xuân Đình sẽ bán cho các bác mức giá là 4,5 triệu, rẻ đi hẳn 1 triệu luôn. Bác nào mà không quá quan trọng về cái hình thức lắm, tại vì thực ra cái này nó không phải là quá xấu. Nếu như mà quay sơ sơ qua thì cái này thì gọi là chấp nhận được bình thường. Nhưng mà Xuân Đình chỉ rõ cho bác luôn, vì tầm tiền 4-5 triệu thì cũng không phải là nhỏ. Thế nên là Xuân Đình có như nào thì nói vậy để các bác biết. Nội thất bên trong thì vẫn là dòng chạy nguồn vàng, tít đáy vàng, 4 sò than xuất âm tụ, sò chiếc còn nguyên zin tuyệt đối. Trong này thì nó sử dụng là sò than cánh xanh đen 2 vít. Toàn bộ nội thất bên trong cũng như ruột gan các bác có thể nhìn thấy rõ, còn mới kính con. Đấy. Series của máy Xuân Đình cũng đọc luôn. Series của nó là 697. Dòng này thì nó có công suất tiêu thụ là 115W và đây là dòng xuất âm tụ, cho nên là cái tiếng dòng này nó rất là hay. Các bác ghép về những dòng loa Nhật Bass 20, 25 đánh rất là nhẹ nhàng, hoặc các bác ghép về những dòng loa Bookshell. Vì thương hiệu Pioneer cũng như những dòng 7600 và 7800 này thì nó quá nổi tiếng rồi. Dòng xuất âm tụ các bác nhé, mức giá chỉ có 4,5 triệu đồng, vì nó chỉ có hơi chảy xước một chút xíu. Đấy là tổng quan về chiếc âm ly, Xuân Đình cũng quay và báo rõ cho các bác luôn. Đấy, mức giá chỉ có 4,5 triệu. Còn là quay cho bác về cặp loa, thì cặp loa này nó là cặp loa của Mỹ, model của nó DLK 1/1/2, cấu hình của loa là 2 bát 20, gân của nó là gân cao su non rất là mềm, để các bác thấy rõ khi tay Xuân Đình ấn vào cái gân này. Đấy. Màng nó màng giấy củ xương xanh, một tép giấy. Loa có kích thước chiều cao đạt 64, chiều ngang của nó khoảng 37 và chiều sâu là 30. Thùng lạm gỗ góc cạnh mộc mạc, không có spa tốt tát gì cả. Đấy, các bác cẩn thận thì các bác đánh qua một lớp vét ni thì nó sẽ đẹp. Còn đây Xuân Đình để cho bác mộc mạc luôn. Loa thì rất là đẹp, dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm. Đấy, công suất của nó là 80W một loa. Và đây là dòng mà các bác thích nghe nhạc vàng, bơ rô trữ tình, nghe những cặp loa này rất là chất. Giá thành thì rất là rẻ. Cặp loa này thì đây còn duy nhất một cặp hàng về trong công loa Nhật, thì Xuân Đình báo cho các bác mức giá chỉ có 6,000,000. Cặp loa Mỹ DLK căng cước còn đầy đủ hết. Loa rất nặng nha, nhưng nó chỉ rẻ bằng mỗi cặp mà loa Nhật Bass 25 thôi. Nhưng chất âm của những dòng loa Mỹ thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Căng cước còn đầy đủ hết, thùng nặng gỗ, mức giá thì chỉ có 6,000,000. Và cả bộ này là 10,500, phối ghép với nhau cực kỳ là hợp. Đằng sau này thì vận chuyển nó bụi bẩn, chưa có vệ sinh như đâu. Đây là K1/1/2, có một cái tinh chỉnh dành cho giải tép ở phía đằng sau. Đấy, đẹp góc cạnh, được sản xuất tại Mỹ luôn. Trở kháng 8 ohm, công suất là 80W. Loa đẹp len keng, mức giá là 6,000,000. Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây.
Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Sơn Đình theo số điện thoại 0395 727 582. Vị trí mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Sơn Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.